Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Nga và thị trường năng lượng châu Âu. Bài viết hôm nay do Trang Nguyễn biên soạn và quan trường trình bày. Thưa quý vị, Bộ trưởng Năng lượng của Hoa Kỳ ông Rick Perry đã có một chuyến thăm vòng quanh Trung và Đông Âu vào giữa tháng 11. Một chuyến đi kiểu chào hàng thông tin và đánh tiếng để cảnh báo chống lại việc các nước khu vực này tăng cường mối quan hệ với lại Nga Chuyến thăm này là một phần của chiến dịch mới của chính quyền Tổng thống Trump tại một khu vực nơi năng lượng là một phần của một sự cạnh tranh địa chính trị rộng lớn và cực kỳ quan trọng. Có vẻ như giờ đây đã trở thành một nhân viên bán hàng cho ngành công nghiệp nguyên tử và khí đốt hóa lỏng của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Jeffrey thể hiện rất tích cực và cho rằng Washington đã sẵn sàng bước tới một cuộc cạnh tranh kéo dài với Nga vũ khí đốt khổng lồ và mối quan hệ nguyên tử đối với lại các nước khối Xô Viết trước đó. Nhưng giờ thì nó không còn đơn giản chỉ là vấn đề địa chính trị của Trung và Đông Âu, mà còn là một cuộc cạnh tranh mà cả Trung Đông cũng đang vào cuộc. Những mối hấp dẫn lợi nhuận là rất lớn. Thủ tướng của tiệp khác, ông Andrew Babis, cho biết rằng chính phủ là một lần nữa trì hoãn việc đấu thầu một kế hoạch năng lượng nguyên tử để có thể mở rộng ra ngoài hai nhà máy điện nguyên tử hiện tại nếu nó có thể bảo đảm được nguồn tài trợ. Và Hoa Kỳ và Nga đều đang tranh giành hợp đồng này, cùng với lại cả Trung Cộng và các nhà cung cấp nguyên tử chính khác. Ông Perry đã chất vấn ông Babis về lý do tại sao mà Westinghouse là một tập đoàn nguyên tử của Hoa Kỳ dù đã đệ đơn để xin phá sản vào tháng 2, vẫn là một đối tác có khả năng xây dựng các lò phản ứng nguyên tử mới ở tại tiệp Ông nói thêm rằng Nga đang sử dụng năng lượng như là một vũ khí chính trị ở Trung và Đông Âu. Ngoài mặt thì Babis tỏ ra là hiểu thông điệp do Perry truyền đạt, nhưng trên thực tế thì không hẳn như thế. Có nhiều manh mối cho thấy rằng người tiệp khác đang bị cám dỗ để có thể giải quyết vấn đề tài chính của họ bằng cách sao chép nước Hungary láng giềng, nơi mà 3 năm trước thủ tướng của Hungary đó là Viktor Orbán đã gạt bỏ một vụ đấu thầu quốc tế về việc mở rộng nhà máy nguyên tử duy nhất của Hungary để ký một thỏa thuận riêng đối với lại Moscow, cơ quan nguyên tử của nhà nước của Nga là Rosatom đã xây dựng hai lò phản ứng mới ở tại nhà máy điện Pax và điện Kremlin, cung cấp khoảng vay 10 tỷ euro để chi trả cho nó. EU đã tỏ ra cố gắng song thất bại trong việc ngăn chặn thỏa thuận này giữa Hungary và Nga, dù trích dẫn các quy tắc mua sắm nghiêm ngặt của khối. Người tiếp khắc từ đó đã cố gắng thuyết phục Brussels để có thể cho phép họ có nhiều thời gian hơn để cân nhắc lên kế hoạch điện nguyên tử của mình. Điều này không khó gì để có thể đoán ra. Thỏa thuận của Hungary với Nga vẫn là một kế hoạch tiềm năng mà Praha vẫn thèm muốn và đang tính toán. Tập đoàn Rosatom của Nga tất nhiên không muốn tiệp khắc mở đấu thầu, mở chính thức. Nó liên tục tự quảng cáo rằng Rosenthal có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các nhà máy điện nguyên tử với các điều kiện tài chính hấp dẫn và sẵn sàng tham gia vào bất kỳ một loại hình mô hình nào được lựa chọn hoặc đề xuất bởi chính phủ của tiệp khắc. Thế cho nên trên thực tế, các nhà ngoại giao của nước ngoài ở Praha cứ nói lòng vòng về việc này. Chứ thực ra, có lẽ một thỏa thuận với lại Moscow đã được định hình và có thể đã xong rồi mà không cho phương Tây biết gì. Westinghouse, cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những nhà đầu tư của người Pháp. Nhưng giờ, ngoài Nga ra, có lẽ chỉ có Trung Cộng là có đủ tiềm năng cạnh tranh. Bởi Bắc Kinh rất mong muốn chứng minh năng lượng nguyên tử của mình ở châu Âu và gần đây nó tỏ ra bận rộn nuôi dưỡng một quan hệ với lại tổng thống của tiệp khắc Milos. Thế cho nên, với tình hình của chính phủ Trung và Đông Âu không có nhiều lựa chọn khi mà họ cân bằng kế hoạch năng lượng với nhu cầu tài chính của họ thì không khó để nghĩ rằng họ sẽ không thoát được cây bẫy tài chính chỉ có thể đến từ Nga hoặc là Trung Cộng. Ở tại Ba Lan, chịu áp lực từ EU trong việc chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện mà nó hiện phụ thuộc vào phần lớn cho nguồn cung cấp điện của mình. Các vấn đề về tài chính đã khiến cho Warsaw đặt kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của quốc gia này. Chính phủ Ba Lan đã tỏ ra kiên định không phải là bạn của Nga sẽ không mời điện Kremlin tới để bán hàng và thay vào đó thì Warsaw đang tập trung vào việc cải thiện nguồn cung cấp khí đốt, trong khi có thể là hơi quá tham vọng. Chính phủ tư pháp cho biết họ muốn tách hoàn toàn khỏi khí đốt của Nga khi hợp đồng với lại Gazprom, cung cấp khoảng 70% nhu cầu khí đốt hiện nay sẽ kết thúc vào năm 2022. Tuy nhiên, tiền vẫn có thể mua mọi đòn bẫy. Đó là quy luật thị trường khó tránh. Một cung cấp khí đốt của Nga đến Trung và Đông Âu đã cho thấy toàn bộ khu vực này chịu áp lực chính trị và kinh tế từ Moscow, và ngay cả Ba Lan cũng không thể nói trước. Ví dụ như hiện tại, các nhà lãnh đạo của tiệp khắc Hungary và Slovakia đều lên tiếng chống lại các lệnh trừng phạt của EU đối với lại Nga. Điều này đã khiến cho EU phải hành động và Brussels đang tài trợ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng và sử dụng quyền lực pháp lý để cố gắng giảm đoạn bậy của Nga ở tại khu vực trong năm 2015 thì nó đã loại bỏ thành công của tuyến ống South Stream vốn đã mang 63 tỷ mét khối khí đốt của Nga mỗi năm dưới biển đen tới Bulgaria và hơn thế nữa và buộc công ty Gazprom chấm dứt các biện pháp chống cạnh tranh tự do, chẳng hạn như là các hợp đồng hạn chế khí đốt giao dịch giữa quốc gia Trung và Đông Âu. Tuy nhiên, EU vẫn thất bại trong nỗ lực bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng thay thế cho Trung và Đông Âu từ các mỏ khổng lồ ở Azerbaijan. Nỗ lực của EU để chặn đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 trị giá 11 tỷ Mỹ kim này dưới biển của Baltic lại bị gián đoạn bởi Đức. Bởi đây là một đường ống vận chuyển khí đốt của Nga trực tiếp tới Đức để có thể phân phối trên toàn khu vực. Và Ba Lan đã dẫn đầu phe đối lập chống lại Nord Stream 2 ở Trung và Đông Âu phàn nàn dự án sẽ làm sâu sắc sự phụ thuộc của khu vực Tây Âu vào Moscow và là một phần của chiến lược Kremlin để làm mất ổn định hơn nữa ở Ukraine. Tuy nhiên, Đức không thấy dễ dàng gì về với việc lập tức chuyển đổi nguồn cung khí đốt vốn rẻ và ổn định này. Thế cho nên, có thể nói rằng chính quyền Trump với một cái nhìn về việc khuyến khích giới dân túy của EU hiện đang ủng hộ Ba Lan và đe dọa trừng phạt chống lại các công ty châu Âu tham gia vào các đường ống dẫn khí đốt với Nga. Thế nhưng, để mà nới lỏng sự kèm kẹp của Nga đối với lại thị trường năng lượng Trung và Đông Âu, thì dường như chính quyền của Trump và EU vẫn còn là một chặng đường dài phải đi. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Nga và thị trường năng lượng châu Âu bài viết do trang nguyễn biên soạn và quang trường trình bày cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới xin kính chào